lỡ thức ký cho hóa dân cho đó ilki can dân can lại ní hiện về tí lại EPS topic ilki mình nè xung đồ an EPS topic 1에서 3번 다음 질문에 답하십시오. 맨에 좀 슬라이딩 등록한 그라운. 1번 다음은 무엇에 대한 틀입니까? 그 다음 강그라운이 ta chỉ ta bắt nị dây ẩm pi à vậy mẹ ta bắt về gì vậy chấm ở ca thưa lùng hát sầm đu bạn đi số một phần an càng cầu muốn chấm loại càng cầu muốn mẹ tìm môi mua dốc mẹ nè bên chợ cám suy chul phum bật phò nòng chân suy phum bật phò nòng chốt chong je phải chọn ca à phi vót sẽ tất cả mẹ nè chong je sẽ tất cả phải chọn ca à phi vót nếu ca đi chấm ran các bạn chỉ tôi ta phải chọn đi chấm ran đi chấm ran các bạn nè nhưng trong chế phẩm chất cả đi chúng ta sẽ tiết kiệm những xóm chiếm phòng này ta hẳn chân đối với những anh buôn khổ hay những anh tập bọn mới dựng đơn thực hiện gì bị ấy hay những cái chúng nói tới cứ ba này ta hẳn chân những anh tem đó Hàn Quốc은 1950년에 한국 전쟁이 끝난 후 세계에서 가장 가난한 나라였습니다. 그다음에 그래 크라우 접승 그림 로빈 그래는 넣고 놓치나 마폰 보나 그 지역 프로테 다이크로 징케 널르 비폭 로그 맨 세계 비폭 로그 그렇지만 거분 따에 1960년대 형제를 개발했고 맨 보통 거분 따에 전 시간 몇번 보는 학능 세 세트까지 반 리점란 그리고 반 리점란 세 세트까지 và khé bờ mình đang áp phí vọt mình sẽ cái cách bạn áp phí vọt như thế này mình đang có một tay nơi không nông nam mà phần buồn học nâng sẽ từ cách bạn áp phí vọt như thế hai y hu trong chế ga khư cái phải chọn hết sinh ra mình đang cởi mở sẽ từ cách bạn đi chấm ra giá dạng thùng mình đấy bạn đi chấm ra dạng thùng giống bữa sinh dương dễ sụt sạm tới khi chọn vậy tha ở từ cái đấy năm phần một hai nâng cao chấp sự kim rồi viên cả đấy thằng pí cái đấy chưa đến thùng nữa từ cái đấy cứ chịu từ đại cao chứng kiến nơi lớp phổ lộ có vấn tai nơi không năm mà phần một này học nâng sẽ từ cách bạn à phí vốn hai cái mô sẽ từ cách bạn đi chấm ra chỉ khăng chẳng là đó này tại những chấm lao mới này chấm lại cứ tí thì buồn mình cứ càng dễ dòng pí ca đi chấm ra sẽ ที่ 2. อิสลามเมเทหันสอมยองโรม มัดนึน กอสือ คุรุสิบชิโอ สมจรรย์ เนอร์อไว้ ได้ปัญญล อัมปี มนุษย์มเนะมเนะนี่มเนะ ยัง 4เนี่ย ยัง 4นั้น 1นะ ได้ปัญญล อัมปี อไว้ ได้มนุษย์มเนะนี่ ใช่ นูให้ คือจะจบลาย ยัง บ่าวๆ อ่าน 4นี้ สั้นมา bọn mới chấm ăn tập bọn này vừa chúng ta chẳng ăn buồn đi há nhưng ta ăn tập bọn này ăn tập học tập bị tốt nhưng họ chấm loại cứ như kia vô nhớ nhưng mà ăn tập ngon thì nhớ vị trở nên bền tuổi là con đấy ta chỉ gồm khối ăn ấy xem gì là đi nhom là đi nữ sọc nạt Hàn Quốc nói ra rứa cho học gì đó cho chất chấm tiền gọi đấy Hàn Quốc gọi rứa hal su học xem gì đó mình là mình chế pizza gọi đấy Hàn Quốc nói ra rứa cha chú ăn thức xem gì đó mình là mình sẵn đáp mà mình là mình sẵn đáp chấm tiền gọi đấy chỉ nhận nhau tệ nhé. Toàn dân an cho nên Hàn Quốc nô lệ rư chòe so Hàn Quốc e vật sự mì đa. Mình đã đặt nhóm đời sang nhóm cho chất chùm riêng cả rẻ nhóm bán mô bà tế cố rẻ này nế. Cho ôm thay lê bì cho nè uyên hi Hàn Quốc ai đô rì nào nâng concert rư phát nâng đề chùm đô chàl chú gô nô lệ đô chàl hà nâng mô sư bè phán hết sự mì đa. Thầm phất phán hà đa phán hết sự mì đa nế mẹ tẹt chất đọt chất mẹ nè một tiết bổ sung chỉ để với thảo lùng chất mẹ nè lùng chất chắc là phan ta nói mẹ tẹt chất được chộp chân cơ bản này ta bây giờ pi đầm bóng nè nhóm ban khơi mẹ phải lại đang nói nè pi đầm bóng han television để so uyon hi Hàn Quốc idol đi nào nên concert를 봤는데 만약 까비 더봉 그냥 반 그런 던 트레이 달미엔 젠목 주모인 날 나라 코레 나우차이 던 네네 하이 반 때 젖는 둠롱 달 꽃 아롬
នឹងច្រៀងដ៏ល្អមែនទេនឹងច្រៀងល្អមែនទេហ្នឹងគាត់បានឃើញតារាការ៉េដែលចេញនៅតាមខនសឺតតាមទូរទស្សន៍ដល់ឆៃដុនហើយគាត់បានលងចិត្តឬក៏គាត់បានជាប់ចិត្តទៅលើការរួមនឹងច្រៀងដ៏ពូកែចាំមានតែបែបហ្នឹង គ្រេសោ ហានគុងនូរ៉េរឺធឹកគូហើយដូច្នេះហើយគាត់បានស្ដាប់ចម្រៀងការ៉េ Ihe haku si poso han gugoru kong bu haki si chak hes tsumnida. Mene hai doi sa chong yul ompi chumriung kare nang kwat ko ban rin pisa ko kore mene. Mene pato mo kwat sadap chumriung kare kwat chong sadap chumriung kare hai chong yul ompi chumriung kare nang tep kwat chap dam rin pisa ko kore. Toi ta khani ya. Nhân đập bếp bộ phân ăn chẳng hãy bộ phân kết thả chấm lõi bùi này cứ chấm lõi tí vì hắn cúc nô rê rứa cho hàm gì ta mình ấy mình là kẻ áo dương rứa hợp với đại bình dô lòng phí mình đô mà nẹ năng mình ấy chẳng chấm lõi cứ y bọn tỏ tí bấy hắn cúc ế su chú rê thẻ hắn xóm nhông ngủ rô mà nâng gó sư khu rú xì ô mình ấy đã xóm chú rứa hợp với đại bình dô trái lòng phí ca nôm chánh rô bọc bà tế cố rê ca nôm chánh bọc bà tế cố rê nhưng những anh buồn khổ như một máu hắn cũng gần suy bi mà ni hầm đi ra mà nè ta có thể cái đấy ban nom châu chỉ tràn mà nom châu tràn vậy xuống thì bi chọn khu vực phá xịp nhận tệ nên mà lực nông sinh nào bọn buồn nói bài sắp su chú rư chọn nhỏ ăn hết xịp đi ra mà nè cá nôm tư tay mình miên cá nôm chẳng những bài này chọn nhỏ đi tư tay ăn hả ta đập lại xuất chú nôm chành nhưng mà đập về phải bên hôm nay sơ tái mình biến ca nôm chành nhé đó thì bấy chân khu bê khu xìm nhận tế chô rịp chế phù mơ mà ní xuất chú hết sức mì đà mà nế ta nạc đông chân nàm bọn bọn nổi các sầm nâng bàn thư ca nôm chành chế chá nơi phá lật tập hò đóm đầm lạng chô rịp chế phù mơ lật hò đầm lạng mê tha กิจกิจโยผลิตภัณฑ์พิเศษที่มันเอาไปกินตลาดตลาดให้กินน้องกินน้องจริงจังนะยังโชว์ริบเชพุ่มโชว์ริบเชพุ่มอีชั้นยนต์เตะเทปโยจกอินสูจูผู้มุ่นหิวเตะฉันไหวมีดาเป็นอะไรขนมชนะปีป้อนผลิตภัณฑ์นมจริงน้ำนางเอาไปกินอะไรนั่งกู้ตูดสับได้ตูดสับได้แต่ยังจริงอันนั้นต้องบอกจมูกนี้นะไม่ยอมจำลาย แต่ฮันกุ๊กเอ็กซ์ยองเจนเนอร์สูชูจงซิมอิบนีดามันเนี่ยถ้าบัดจงซิมนี่จำหน่อยสโนว์จำหน่อยคันดาสำคัญอย่างนั้นสำคัญยังเราไปยังแปลในกลายนี่ก็ท่าเซตตะกี้เราบอกเตะกระเร่คือปังไปสำคัญถือการน้อมการน้อมเจนอย่างนั้นชนคูบิกพาซิมยันเตอีชอนเนอร์ทันสุนทันจูริบเชพูมือสูชูเฮจิมันเดี๋ยวจะไปทำในม้า มาจากมุนชนะมาปอนผมปวนหน่อยแปดสับนั่งคือบานนอมจันผลิตภัณฑ์ดำล้างงี้งี้ทันสุนทันนั่งเป็นงี้งี้ใครใครสู้สู้อย่างนั้นเราเนี่ยเราไปจีมันก็เป็นได้ชนคูเบกุสิมยันเตยหูชาดงชาวะขี่เกถึงเงินสู้จูเหตุกูมันเนี่ยก็เป็นได้กราวชนะมาปอนบุญหน่อยกลางนั่งเกบานนอมจันในรถยนต์ นั่งเครื่องหมายสินเซ็งคีเคในเครื่องหมายสินต่อมากูเลยนี่เฮ้ยยี่ชนยนต์เตปุถอนนั้นชุดเตชันฮวาน่าคอมพิวเตอร์ว่าการเทินชนจะเชฟผู้ไม่สู้ชูรีเนื้อชิมิดาเมเนก็มันได้จับตังบิชนาปีปอนเมาคือเมียนกาการล้างในการนอมจันผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเชื่อตรวจสอบได้นั่งคอมพิวเตอร์เชิดดาวตัวในตอนนี้ จังจำลายมือได้คือจำลายเลยบุญปีชั่งปีปอนมาคือผลิตภัณฑ์นอมเจนหนุ่มนางเอาไปเตะกระไรคือตัวสักได้ให้ฮัตเอ็กบาร์ไอ้นี่ข้อจึงมือตรงนี้คือถ้าเอาไปเตะกระไรนอมโจเฉินจังน้องนี่เกิดมีใหญ่เต้มาปอนบุญได้แปดนอมเจนมาได้น้องนี่ถ้ามาปอนบุญได้แปดกินนอมเจนผลิตภัณฑ์ดำล้างเงี้ยเงี้ยอยู่ใจ มาปอนบุญหน่อยเก้าคือท่านนอมเฉินเฉินเนอร์ผลิตภัณฑ์ดำล้างแต่คราวนี้มาปอนบุญหน่อยเก้าคือกินนอมเฉินล้านนั่งคือมาสินในอย่างนั้นต้องเรียนจังบางวิ่งขอจังฉบับที่คือเล็กบุญตาอะไรเพียบอะไรบุญเพียบเทอมือหลิวโกเทอมคือหลิวโกมูรุเมทาพาชิโอไม่ได้ไม่ได้อ่านอัตบัตรกล่าวอาชลานังสำนัว
ta chẳng nói lại ní cái kia chứ anh không đi muốn má nằm bây giờ rồi xem lại tí buồn hai yêu thế hắn sau miệng ngồi mà đến gõ sứ cứ ship xiêu mày đấy chờ rồi hà nơi cả bây giờ là tâm trái còn pí hai yêu mày đấy hai yêu còn pí sau bạc này chơi gư nè si chắc thì ta trời bán chắp đam thì phải thay thay ní pí thùng nam mà ấy thể chung muốn vậy ta mày đấy cứ chi vào bắt thua chấm bóng nơi phnai Asia này nơi đồng bằng Asia này trong các bạn này 3번 유럽과 미국에서도 인기가 있다 하면 위민 피부니 용도가 위민 피부를 발라봐니 너희 그놈 너만 유럽는 사로라 아무리 평다해 외국에서 활동하는 배우는 전혀 없다 내가 위 나라 대투스간 피부는 아예 모르되는 스토타이 커미언 메스토타이 커미언 자 TPM 한류의 영향으로 만든 것을 무엇입니까? 그다 따와이 대트럼트 엄피 가 제아디폴 로버 한류 및 한류를 벗을 바꾸라는 다 1번 한국어를 배우는 사람이 없다 다 언민의 리뷰자 아그라이데 음악보다 드라마가 인기가 있다 맨에 민가 뿐이용 너른 피어 지지형 가조조단 한국 음식에 대한 관심이 많아졌다. 메타 민 가 잡 아람 트란 엄피 모호코 코레. 한국으로 여행 오는 사람은 많지 않다. 메타 언민 무르 전 몰링 언민 무르 전 모달링 그놈 부테코 코레데 메네. 언민 무르 전 모 푸드 나 산 놈 부테코 레데. 인장 민 판나. 다 할래 영 안 아트봇 하 지르 좀 나 좀 그래. 1990년대부터 중국과 동남아를 중심으로 인기를 얻기 시작한 한국의 대중문화를 한류라고 합니다. 네. 제가 한류는 위치 모한다는 위치 모라지 뭐 브라타 설파 그래 보다는 그래 그게 하다 한류 형태. 그냥 한류는 순다들 밥 토아 던트레이 좀 리앙 설파 그래는 아이. 다음 거 대한 잡 지난 비시나 몇 번 보는 거 마오 한류 날지 와토와 점봉 내부터 그래는 반 잡 다음 더 뚫 가 뿐이용 지 클랑 너 그놈 부터 전 능 넘어 나 아시아 그래 당해 동남아 최근에는 아이돌을 중심으로 한 케이팝이 아시아는 물론 맨에 아시아는 물론 맨에 제가 또 물론 물론이 뻔나 맨에 뻔나 야바 뻔나 유럽과 미국에서까지 큰 인기를 얻고 있고 배우들과 가수들이 외국에 나가서 활동하는 경우도 늘고 있습니다. 좀 배충 때문에 오늘 상비 끝에 한번 제천하이 메타 너페 트마이 트마이니 메 너페 트마이 트마이니 아이돌들을 중심으로 한 케이팝이 나라 K-pop 날 지 아이돌 สำคัญสำคัญนั้น คือระบายในขนม ดมอนอาซีให้ปัดนะยังอ่านนึกมูลล้นให้ปัดนะ ในดมอนยุโรป ระหดดมอนยุโรป ระหดดมอนยุโรป หนึ่งสหรัฐอเมริกาผ่องได้ก็ตัวกาเป็นยุ่มคลังได้ไหมนะขึ้นอินกฤษอัตตาตัวกาเป็นยุ่มคลังผ่องได้ hai chẳng lại cô ni hai nữa hai phụ từ qua ca sĩ thứ gì hai đà ra sầm đai nâng đà ra chấm riêng nâng có cổng bung miền ca thưa sự cam phim trán nữ ai bỏ tiền phòng này bớt xin dương gì số lắm ta có miền ca sầm đai chỉ trán nữ ai bỏ tiền phòng này rồi đó nhé chẳng lại hoa đúng đấy dùng bớt dùng prai chọn dùng prai thật sự cam ở phía phần tay đời xa chia Atomot tia tông nung đòn trai tia tông nung peo tân đa ra sâm nai nhang a lai hoa đông nung nhung bay tha sâm nai nơi bay na ka so hoa đông hát ta chênh tê tư ka sâm nai tân ấy chênh tê tư ka sâm nai chân nơi bay lại nơi nhung peo sưu sắp tất cả miên đa ra pip miên đa ra sâm nai nung đa ra chum riêng chị chan kampong ka lan nơi knong ka sâm nai nơi ai bò tê nhang a tóc nha 한류로 인해 한국의 음식이나 한국어에 대한 관심도
같이 높아져서 관광 수입도 크게 늘고 있습니다. 맨에 베트남으로지 한류는 베트남으로지 설파업토그레는 만 건봉 투어 민가간 랑 늘까 넘쳐올 늘업신유티스죠. 연 관광 수입이 민간 넘쳐올 늘업신유티스죠. 할거 투어 아오이 민가 투어민첨나바람쿠부함비 비사그레는 마홉 로버 포테코 레펑나이메네 한국의 음식 한국어 마홉고레 능 비사그레 너비 관심도 높다메네 첨나바람쿠부 또는 첨나바람쿠 첨나바람쿠랑능하이 오케이 인정은 또 보면 본능 하이 정말 첨라우티본 그다 솜치르 너가 본졸 뜸트라이 엄비 왑토와 설파왑토 가래. 이제 뭐 뭔가 담보나 떠야 되나 그래요. 뜻장담 탄호이 매네. 땅 빛이 남폰 모네 가마. 하위지 왑토와 점보로 왑토 넘어 아시 매네. 땅 아시 땅 전. 자연에. 하위 무티엔 아시 위험맨지 왑토 한류 한류 지 뭐 가래. 권타 위를 뭐이네 아시 다이. 자연에. 이제 너는 이게 정리 다. 한류는 위치에 밥터 좀 멀어봐 아시 일단 맨에 더 동남아 뭐 아시아 근데 이제 다이비 맨에 위치에 뭐 코레이다 뭐예 그건 다 빌라 바이너 아니 너 넘번 동남아 능다이 또 한영 유럽과 미국에서도 인기가 있다 매 빌라 바이너 그놈 넘번 유럽 능 넘번 아메리카 나 한영 여기 유럽과 미국과 같이 큰 인기를 얻다 이제 지금 그 렉 바이 ដល់ពេលនេះគេថាស្ទើរតែគ្មានការសម្ដែងនៅបរទេសទេអញ្ចឹងមានណានេះមានការសម្ដែងច្រើនអញ្ចឹងនេះក៏ខដែរទី4ណាតោះទី5 ហាល់យូ យ៉ាងយ៉ាងរោ មិនងើសិន មកស្មីកាតា អ្វីទៅដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការជាអធិពលរបស់ ហាល់យូ នឹងមានថានៅក្នុង 4 ហ្នឹងមួយណាដែលជាចំណុចត្រឹមត្រូវដែលវាជា លទ្ធផលនៃការមានអធិពលនៃ ហាល់យូ នឹងតោះដល់នេះ ទី 1 한국어를 배우는 사람이 없다. 어드민의 리비사 그래. 보다 너는 이게 다섯 번. 미니어 잡아람 비사 그래. 음악보다 드라마가 인기가 있다. 민가 잡아람 들러. 르 피어 지지형 난트라이. 보다 내 놈이 거기 어드민의 다이맨에 인정. 어드민의 비보이. 민땡 다라 숨다이. 소릉 능 민땡 다라 좀 브리. 좀 피는 위에 민가 빈이 좀 비크리야. 인정. 어드민 무나 강 지금 무나 돼. 인정. 디바이 한국 음식에 대한 관심이 많아졌다. 왜냐면 좀나 바람 잘안 들음 호흡 고래. 이제 여기 면에 한국 음식이 그레이 부원. 한국으로 여행 오는 사람이 많지 않다. 어면 면 사람이 무척 몰래 나부터 고래 돼. 반대 여기 관광 수입도 크게 늘어나고 있다. 면에 금봉다. การล้างมีการล้างชั้นในเนี่ยได้โจมมอติสจอในក្នុងประเทศกะเรอย่างจังจํานวนที่4ก็มันត្រូវได้យល់ដល់គ្នាយើងចម្លើយគឺលេខ3នេះគ្នាលេខ3លេខ3អញ្ចឹងបងប្អូនអាចព្យាយាមអានម្ដងហើយម្ដងទៀតផ្ទៀងនៅចម្លើយរបស់យើងថាតើចម្លើយដែលយើងគូនេះត្រូវឬក៏ខុសដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចរំលឹកផងដើម្បីបងប្អូនអាចរៀនធ្វើផងតោះឥឡូវនេះអូខេអញ្ចឹង ការធ្វើលំហាត់EPF Topic របស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងសូមដល់បងប្អូនអាចយល់បានច្រើនហើយយើងធ្វើលំហាត់បែបនេះនៅពេលដែលពេលប្រឡងបងប្អូនអាចគ្លីកត្រូវតោះឥឡូវនេះហើយស្វាគមន៍បងប្អូនដែលសិក្សាបើសិនជាមានចម្ងល់កុំភ្លេច Touch Screen មកហើយយកដាក់នៅក្នុងក្រុមតេឡេក្រាមរបស់យើងយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានិងដោះស្រាយជាមួយគ្នានៅក្នុងក្រុមរបស់យើងបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការសិក្សាជាមួយគ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតជំរាបលាទាំងអស់គ្នា